Rồi xin chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay thì mình đến chỗ khu vườn của anh Quả bên Trà Vinh anh em. Ngày hôm nay anh giao lưu với anh em một gốc mai mà nó thật sự với anh em là đó giờ mình đi quay cũng nhiều chỗ lắm anh á. Thì mình thấy gốc mai này rất là độc và lạ nha anh em. Dù anh em nào thích mà thiện chí muốn giao lưu á thì anh báo giá chi tiết cho anh em tham khảo. Được giá thì anh em cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với anh Quả. Mình cam đoan với anh Quả với anh em là anh gai mức giá là nó thật với anh em là quá là ok khi anh em sở hữu gốc mai này nha. Rồi anh Quả ơi. Cho anh em biết vị trí ở đây ở đâu luôn anh Quả. Địa chỉ của em là ở xã Quyền Quá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh anh. Dạ. Dạ. Rồi ngày hôm nay thì mình giao lưu với anh em bao nhiêu gốc anh? Dạ, anh em mới đem về một cây anh. Dạ. Rồi em quay cho anh em tham khảo cái gốc này nha. Cây này từ thân đế cho đến cái đầu quái thì nó thuộc hàng nhất luôn anh em. Quay sơ cho anh em tham khảo một vòng nha. Chiều cao cây này khoảng nhiêu anh Quả? Chiều cao này em có đo hảo của nó là 2m8. 2m8. Từ mấy bầu lên là 2m8, còn cái tán ngang nó cũng là 2m8 luôn. Dạ. Dạ. Còn cái chiều bay tổng thể hết cây của nó là 6m. 6m. Rồi quay sơ cho anh em nha. Bên đây thì anh em nhìn đi như cái tàn thông của anh Quả. Dạ. Vàng xương thì thôi anh em nói thiệt với anh em là như mơ luôn anh em ơi. Nó dày nó đặc mà nhìn thấy nó đã lắm. Giống như mà anh em lấy cái tấm giấy mà anh em lấy cái bút ra anh em vẽ đó, như ý mình luôn anh em. Còn dọc lên. Mặt bông cái này sao anh Quả? Bông cái này nó 7 cánh 9 cánh anh, nó bông 2 lớp. Dạ. Dạ nó cũng lâu lâu nó cũng có chen vô 5 cánh. Đây anh em nó đóng nguyên cái tàn tàn bay ra hả anh Quả? Tàn bay. Này quá là khiếp à. Nhà vườn nói tàu không à. Dạ. Chiếc tàu vậy đó. Vậy giống chiếc máy bay phản lực của anh. Dạ. Người nói chiếc tàu, người nói giống chiếc máy bay. Rồi em quay một vòng cho anh em ở dưới này nè. Cái này nhìn ở ngoài khủng lắm nha anh em. Mình anh em nào mà theo dõi kênh mình lâu rồi anh em cũng thấy đó, cũng có rất là nhiều cây mai quái nhưng mà đầu tiên mình mới thấy cái gốc này. Có thể mình quá là kết gốc này luôn á anh em. Cây rất là đẹp. Và theo mà cái cá nhân mình nghĩ thôi nha, cái giá mà anh đưa ra mà thật với anh em là quá rẻ với một cái cây mai mà quái như thế này. Rồi mình sẽ qua mặt bên kia mình quay để anh em xem chi tiết hơn về cái gốc này nha. Rồi phía bên đây nha anh em, một chọc qua hai bên đều như nhau nha anh em. Dạ tàn rất là đặc nha anh em. Cây này mình biết khoảng nhiêu năm chưa hết anh Quả? Chủ nhà có chia sẻ là nó trồng được hai mấy năm anh. Hai mấy năm anh, ngày xưa là ta tạo lại hai nguyên thủy luôn anh Quả. Trồng cây con lên anh. À, tầm từ cây con luôn anh. Từ cây con luôn. Dạ, để quay cho anh em. Quá đẹp. Nhìn sướng con mắt lắm anh em. Mà anh em nào đến thực tế anh em xem nhìn cây khá là đẹp. Rồi quay vòng vòng cho anh em tham khảo vàng xương phía bên trong nha anh em. Cốt cành này là nguyên thủy thiên nhiên luôn hả anh Quả? Cành này cây thiên nhiên luôn anh. Tại người ta trồng từ cây con lên mà. Anh em có thể thấy là cái vàng xương nó khích đến cái nào anh em. Một cốt quay lên mà thẳng băng luôn nha anh em. Ủa như em thấy là nó bắn bông trong thân ra hay sao anh Quả? Là nó bông trong thân không anh? Đó, em dạ. Cái nắp nè, bông thân không? Ra tới cành vẫn có bông trong thân không? Ồ, những cái cành nhánh nó ra thì đóng chú bò đều dút hết trơn anh Quả, nhánh nào cũng có ha. Dạ. Bông trong thân nha anh em. Bông trong thân. Này là mình bao bông cho anh em ha, sao anh Quả? Dạ, bao bông luôn anh. Dạ. Bông thì trong thân ra khá là nhiều nha anh em. Cốt cành nè, còn cái đường lượng xuống của cái nhánh bay ra nha anh em. Dạ, nó có cái giọng co rất là đẹp luôn anh. Dạ. Rồi mình qua phía bên đây mình quay, cố gắng quay đều cho anh em. Anh em nào mà thích hàng độc lạ này kia, anh em có thể tham khảo chi tiết gốc này nha. Cây này nói chung nó quái cây dữ lắm anh em. Anh em chơi cái này mình nghiên cứu rồi chơi cái cây này và nó dạng như nó sửa ra nhiều thứ đồ chơi cho mình chơi nha. Dạ. Đây anh em, bắn từ đây mà bắn dài ra là anh em. Dạ. Nè cái cành bay này gần gõ đét anh em. Hồi nãy nói là 6 mét phải không Quả? Dạ 6 mét anh. 6 mét nha anh em. Đây quay một dọc xuống nha. Rồi bắt đầu mình vô mình quay cho anh em xem bộ đế nè. Thường thường em thấy mấy cây máy bay đế yếu không anh? Phần cây này đế này anh em khỏi chê luôn. Đế này đế quýt luôn á. Đế này như mơ luôn anh em ơi. Một cái nồi rất là bự luôn. Cây này nó hội đủ nhiều yếu tố hả anh Quả? À. Từ lúc mà quái một cốt mà đế đặt về kiểu này mà bông rất là đẹp luôn. Bông trong thân không? Bông dạ. Đẹp nữa. Đây anh em. Đế chằng nó chịu có đầy đủ hết nha anh em. Đây bỏ đế rất là khéo luôn. Đây một vòng nha. Cây này tương lai là vô bờ bến luôn anh em ơi. Cái cây này chắc nó còn non cây hết anh Quả, còn lớn bình thường anh Quả. Cây này còn to nè, anh em dòm cái gân nó lớn nè, nó nứt gân nè. Đâu anh em anh Quả úp cái bàn tay vô thử cho anh em tham khảo thử cái nồi mình coi làm sao anh. Rồi. Hai tay. Trời ơi bên đây anh em thấy nó đóng nè anh em. Một dọc xuống một củ củ đặc cho anh em. Có ra cái bầu này bứng nhiêu mét anh Quả? Cái bầu này để em đo đường kính bầu. Dạ. Đường kính bầu nó 95. 95. Dạ, tại bên cây này cái tàn nó bứng bầu lớn. Rồi cái này em nhờ anh vô đo thử thông số, mình đo 2-3 thông số đại anh. Cái này nói chung là nhiều chỗ đo lắm nha anh em. Đo hoành chỉnh đi. Dạ. Hoành chỉnh nó 41 mà tính nó 40 thôi. Đó, rồi. Dạ. Mà đo sát cổ đế.
Cổ đế nhiêu anh? Cổ đế nó được 47 anh. Rồi hết cái nồi đế luôn anh Hoài. Nồi đế này mình tính nó 190 thôi. 190. Dạ. Quá sáu bộ tàng. Rồi mình đo cái cành bay ra luôn khoảng nhiêu anh Hoàng? Đo cành bay này. Cành bay này được 23 anh. 23. À, cành bay được 23 nè. Rồi. Đo mấy chi cành nữa. Chi cành này cũng rất lớn lớn không anh nè. Trong thân nó ra đâm khá là nhiều bông nha anh em. 17. 17. Rồi. Rồi mình sẽ qua phía bên đây. Cái đầu tàu bên đây nè anh em. Quay lại cho anh em tham khảo lại lần nữa nha. Rồi quay xa nha anh em. Quay lại cho anh em một lần nữa. Đó, nó thấy nó dài quá, dài dài nữa. Dạ. Cây này chắc mình giao người ta, mình giao bằng xe tải lớn ha. Sao anh Hòa chứ cây này nó dài quá. Được là em giao xe cẩu anh. Xe cẩu luôn hả anh? Dạ, tại cây này nó dài quá, dài quá là dài. Dạ. Cây này hàng nóng luôn nha anh em. Anh mới đem về nha. Rồi anh Hoài ơi, cho anh em biết là ví dụ mà anh em nào người ta thích thiện chí muốn giao lưu á thì mình giao lưu giá nhiêu hả anh Hoài? Cái này em giao lưu với anh em là 160 triệu. Là 160 triệu. Bao ship 200 cây. Bao ship cho anh em là 200 km. Dạ. 160 triệu nha anh em. Dạ. Anh em bỏ ra 160 triệu để anh sở hữu một gốc mai mà nó hội đủ nhiều yếu tố như thế này á thì mình nói thật chí với anh em là quá là xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn anh em. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả anh em nha. Ví dụ anh em nào thích quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với anh Hoài qua số điện thoại để phần tiêu đề anh em. Giờ kết thúc video tại đây nha anh em.